là đứng đợi cũng được 3 ngày. Chỉ vì 4 chữ chị đã nhận ngay. Đã có xứng tay rồi không nhận hàng. Tôi ngờ vận may, ai ngờ vận hàng. Sau Covid thì có trong Evisu. Đầu cắt môi để vậy còn tháo mũ. Cha mẹ ở nhà phải kiếm từng đồng lương. Coi chơi ra đường tập là báo thủ. Không thể không đi bill. Chúng ta ẩm thực hay chiến thần reveal. Xem quán ăn nghe như phiền toàn. Phán theo kiểu quán của riêng ta. Tôi mà nói không có cãi được. Tôi ngoại cuộc nên tôi nhìn xuyên quá. Thương thì làm biến không giúp đôi chuyện nhà. Lê mày bóc phét như tại là chuyên gia. Tính là mới chỉnh. Dù biết là khó sửa. Không phải anh khó tính. Do tụi em khó ưa. Anh không thể để cho tụi nó chìm. Anh chỉ bảo đôi tụi em khôn đe. Có mày sắc có ngày nến kìm. Thôi từ từ đi không cần nôn quá. Mày đã thiếu ý thức văn mình. Tụi anh không còn ứa. Mày còn thích phát biểu linh tình. Tụi anh không còn ứa. Tụi mình là vợ đét bình tình. Tụi anh không có ứa. Nói chung không có ứa. Online cũng không có ưa bàn phím. Muốn được lên tìm kiếm thì gặp mặt cùng bàn thêm. VIG biết thêm nhiều tốt phát kiều hàng hiếm. Em the leader chiếm cả sai em who I am. Cho mượn money, được cưng như baby. Đến lúc mà lấy đi thì nó lại hẹn lại mấy kỳ. Giờ xem lật mặt sáo mới phát ở tầm này. Mà nó học nhanh quá ai đâu biết nó làm gay. Biết đây là biết, ừ thì biết đó là hình phán. Xét khi online chúng mà được tới đâu mà nhìn. Lấy hết mình cào phím cho càng thế mới là đỉnh. Số đang hò chưa tới nên đừng có vội dành mà kinh. Có thêm mấy camera nữa số đang chạy bằng cơm. Là khi mà phát âm thanh thông báo tức là báo bằng mồm. Không có báo nhưng vẫn mở lên nghe đi du. Nghe xong đi em mua cho áo. Heavy xù xời, làm rap đứt khơi. Vẫn không nghe lời. Ơi đất ơi, ý quên mất hai cái level xa vời. Mình không có ưa, cũng không có vừa. Nhìn xem thấy chưa, lớn đi thì là tâm ngôn trên TV. Mấy lời nói đầm tiếu xung quanh. Tụi em không có ưa. Hay cái ăn tức ở là nhanh. Tụi em không có ưa. Mấy anh hùng bàn phím đang canh. Tụi em không có ưa. Nói chung không có ưa. Nghe nhờ nắng như nhỏ nhẹ mong là tụi em sửa sai. Để cho mấy em nhỏ trẻ một cái thật là thỏ thẻ để tụi nó được rửa tay. Chính vì thế anh và Kiều lên tiếng. Để bà con được sống trong yên bình. Không phải nghe đặt vô và coi bấm. Chìm đắm vào mình em yên tĩnh. Thích thì cứ tiếp coi như cho nó mà làm đi. Ai cấm đâu cứ nên em mà không có nhục làm gì. Ai thâm để đang nói cho ai thấm. Nghe đi sai đắm coi em rap phải sai hâm. Biết gì không biết anh biết điều đi. Trước mặt vui phải cho ở đằng sau nhiều lời. Thể hiện vừa phải để làm quá nhiều khi. 49 mà gặp 5 mới là tiêu đời. Anh có ưa không Snob? Anh này không có ưa. Còn em thì sao kìa? Em hả? Em thì ưa thêm sắc. Đừng thắc mắc tại sao lại không ưa. Đưa Snob đi cầu giao bằng công tác. Bật công tác không phải để gật đầu. Mà để bắt đầu khi nó tự động trong quá. Mày đã theo ý tức văn mình. Tụi anh không có ưa. Hay nghe ăn tức ở là nhanh. Tụi em không có ưa. Tụi mình làm vừa đét bình tĩnh. Tụi anh không có ưa. Nói chung không có ưa. Trời. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Xin cảm ơn cụ đoàn bước nhảy. Trời ơi, nói chung là không có ưa. I love you. Quá dễ thương rồi. Tôi chưa bao giờ thấy các thí sinh thi đấu mà thần thái, múc trời, hú hồn. B-Ray, em có ưa không? Dạ ưa. Dạ vâng, chứ nói về Scooby đi hết. Ở cái vòng 1 thì em cảm thấy bạn phải sử dụng một nhân vật nào đó hay một cái gì đó để gây cái sự chú ý rồi bạn mới bắt đầu rap. Thì qua tới cái vòng này thì anh biết đã cải thiện cho bạn rất là nhiều. Mới đầu vào thì em cũng bị đánh lừa. Xong rồi cho tới lúc Pháp Kiều ra thì trời ơi, Pháp Kiều chọc đủ nơi hết luôn. Chỗ nào chọc cũng đã hết. Rồi em rất là thích ạ. Cảm ơn.
Thật ra là cái chủ đề này nó gồm rất là nhiều thứ. Mình sẽ nói về những cái điều mà mình thấy nó không hợp lý hay là những cái thói xấu mà hiện nay ở xã hội đang có. Nên là anh muốn các bạn ấy tổng hợp rất là nhiều những thứ mà các bạn ấy cảm thấy là Hồng có ưa. Dạ, như vậy thì em thấy là bạn Pháp Kiều chọn không ưa mấy cái thứ em thích hơn. Chọn đúng chỗ ngứa hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Andre có ưa không? Tất nhiên là ưa, nhưng mà xin lỗi bởi vì vừa rồi các bạn đốt cháy khán phòng này cho nên là Andre không nghe rõ được các bạn rap cái gì lắm, bởi vì khán giả hú hét ghê quá. Cho nên là nhưng mà Andre cảm nhận được cái năng lượng của bạn đem lại giống như là Snoop Dogg với cả Lil Nas X trên sân khấu. Tôi thật là mình đi club mình đâu cần nghe rõ chính xác người ta nói cái gì đâu ha. Coi như mình tới nó chỉ quẩy thôi đi. Anh Thái, giờ mình không hỏi anh hợp hay không nữa mà anh ưa không? I feel like you guys did a great job performing. Nhưng mà cái bản này I feel like you guys are just, I don't know, like it wasn't your strongest song, you know. I know you guys are that much better, you know. But it's fun. And em, like Andre nói em, like compare em to Little Nas X, but I think you could be bigger than Little Nas X. Like I think you could be international, you know. Anh Thái cũng ghi nhận cái thành công của mọi người. Nó minh chứng rất là rõ ràng là mọi người cùng đứng dậy. Em giải thích cho anh Thái một chút. Đối với một đoạn rap nhịp house với một cái flow mà nó linh hoạt như kiểu Pháp Kiều ấy này thì nó sẽ hơi khó cảm. Của Pháp Kiều nó nên là ở những cái nhịp khác và có thể là những cái nhạc cụ khác nó ôm vào trong cái phân đoạn. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì em vẫn cảm nhận được đầy đủ trọn vẹn những cái gì mà Pháp Kiều muốn đem đến. Đây vẫn là một phân đoạn hay và bạn ấy xử lý vẫn rất là gọn gàng, sạch sẽ. Và thực sự anh là một fan của em với cái flow của em trong chương trình này. Dạ, cảm ơn anh. Mặc dù vậy, mình vẫn phải công nhận là mỗi bài hát nó đều có một cái tính phục vụ riêng của nó, đúng không? Và nếu hôm nay mọi người nghĩ là hai thí sinh ở đây đã phục vụ cho mọi người một bài hát rất là sôi động, nhiệt tình thì các bạn hãy make some noise một lần nữa nào. Với bài này của Snoop D và Pháp Kiều thì mình biết mình làm những gì với những cái quân bài mà mình có. Cả Pháp Kiều và cả Snoop D họ chưa có nhiều kinh nghiệm rap, cho nên là cái việc mà chọn nhạc house ấy để nó có thể tôn được lên cái hook, nó là một cái điểm nhấn của bài hát và tôn nó được cái chủ đề Hồng có ưa. Còn về cái việc flow của hai bạn Q ở trong cái bài này thì team âm nhạc cũng như là Big đã thay đổi rất nhiều để cho các bạn ấy có thể đi được cái flow. Và nghe tổng thể thì cái beat nó rất là hỗ trợ cho Pháp Kiều cũng như là Snoop D. Vì là biết Big là muốn mọi thứ là thuần giải trí và cho nên là cái bài này là một bài hay. Anh tin nhá, ở trong câu lạc bộ sắp tới đây, cái bài này sẽ được bật rất là nhiều, nói thật. Rồi mai thôi là nó lên TikTok rồi. Âm nhạc mà, tùy mỗi người cảm nhận thôi. Chỉ cần chúng ta nói thích thì nó là thích, không thích thì nó là không thích. Chỉ có cái là mình sẽ chia sẻ để cho các bạn có thể phát huy được đúng cái bạn đang làm tốt để cho nó tốt hơn nữa thôi. Bây giờ ưa hay là ứa thôi phải không anh Thành? Đúng rồi. Anh Thành ưa hay là ứa? Anh thì anh mê lắm. Tại vì anh cảm được hai bạn đang làm gì, mình thấy rõ ràng cái loại âm nhạc này nó sẽ hợp với cái năng lượng của Pháp Kiều hơn. Nhưng mà ngay từ lúc đầu tiên thì Snoop đi ra cũng làm cho mọi thứ rất là cháy bỏng. Phần nào ra phần đó vẫn rất thích. À hay. Một lời động viên cho Snoop đi nào. Dạ. Yeah. Thêm đây nữa là hôm nay anh muốn chúc mừng Snoop đi. Hôm qua bạn ấy đã vừa được làm cha. Oh. Oh. Hey. Chúc mừng Snoop đi. Chúc mừng Bánh Bao. Bác sẽ đến thăm con. Yes sir. Con trai hay con gái em? Con gái. Nhất luôn em ơi. Gái Diệu. Nói chung là con gái phước cha. Nhìn em anh tin em là người đàn ông tốt. Ok, chúc mừng em. Chúng ta kêu gọi bình chọn thôi. Mời người cha. Ây da, vui lại. Vui ha. Giờ mà mọi người ơi, mọi người bình chọn cho mình với lại Pháp Kiều nha. Nhưng mà nhớ bình chọn cho mình, mình có tiền về mình mua sữa tã cho Bánh Bao nha. Yeah. Năm nay cái kêu gọi bình chọn dễ sợ quá. Trời ơi, quá trời rồi. Kiều ơi, còn gì để đẩy không em? Để em. Mọi người hãy bình chọn cho Pháp Kiều. Bởi vì như lời bài hát đã nói là Big Team, nhân tố Pháp Kiều hàng hiếm. I'm the leader chiếm, cả sao em hút ai em.
Thế ghét thiệt. Ủa ghê. Cái năng lượng muốn ngắt con cái ghê thiệt hả cha. Cái ưa cái vụ này không? Rất ưa anh. Rất ưa luôn ha. Cực kỳ ưa. Ok là. Bây giờ chúng ta bình chọn. Chúng ta cùng đến với số bình chọn dành cho hai bên. Hai mươi bảy cho Snoop D và 73 cho Pháp Kiều. Andre, nếu như được chọn, bạn sẽ chọn ai? Chắc là anh sẽ chọn Pháp Kiều. Về kỹ thuật rap thì hai bạn đều còn rất là mới, nhưng mà Pháp Kiều có cái flow thay đổi, biến hóa nhỉnh hơn Snoop D một chút. Ok. Bill Ray. Dạ vâng, thì em chọn Pháp Kiều. Cảm ơn Bill Ray. Anh Thái. I think Snoop. Một phiếu cho Snoop. Em muốn nói thêm là khi mà bắt đầu làm bài này thì tập 1 của Pháp Kiều cũng phát sóng. Snoop D rất là áp lực, nhưng mà Snoop D có một cái thái độ làm việc rất là chỉnh chu và bạn ấy không ngại cái việc mà sửa chữa. Mỗi khi mà em nói rằng là chưa được, sẵn sàng bạn ấy có thể viết lại, và cái thái độ làm việc của bạn ấy rất là nhiệt tình và em rất là trân trọng cái thái độ của Snoop D. Ngoài ra thì Kiều sau cái vòng 1 được rất nhiều những cái lời khen và cũng có cả những cái lời nó không hay. Nhưng mà một điều mà em cũng khá là khen Kiều là Kiều không bị mất tập trung vào những cái điều bên ngoài, nên là anh có một lời khen cho cả hai em. Cảm ơn Big. Xin mời bạn giám khảo. Đối với anh thì hai tụi em còn rất là mới. Snoop D từ những ngày đầu cho tới bây giờ anh thấy là sự cố gắng của em và nó thay đổi rất là rõ ràng. Còn với Pháp Kiều thì bản thân anh cũng như tất cả khán giả ở đây đều thấy là em là một cái nhân tố quá nhiều sự bí ẩn. Anh nghĩ là một trong hai em sẽ còn rất là nhiều thứ để khai thác, nhưng mà đây là một quyết định mà anh nghĩ là người này sẽ là người có thể tạo được nhiều dấu ấn cho vòng sau nữa. Và anh xin đại diện cho Suboy cũng như Chester D đưa ra quyết định. Người đi tiếp sẽ là Pháp Kiều. Pháp Kiều, chúc mừng Pháp Kiều sẽ đi tiếp với Big Daddy. Và Snoop D sẽ tiếp tục với vòng A-Bars.